Khi ấy, Chúa Giêsu -xu xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp chung quanh người. Và lúc đó, người đang ở bờ biển, bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Jairo đến, trông thấy người ông sụp lại và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn với người tứ phía. Trong đó có một người phụ nữ bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà liền lẫn trong đám đông tiến đến phía sau người, chạm đến áo người. Vì bà tự nghĩ, Miễn sao tôi chạm tới áo người Tôi sẽ được lành Lập tức huyết cầm lại Và cảm thấy trong mình đã được lành bệnh Ngay lúc ấy Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh Đã xuất phát tự mình Người quay lại hỏi đám đông Ai đã đụng đến tôi? Ai đã chạm đến áo tôi? Các môn đệ thưa Thầy coi Đám đông chen lấn thầy tứ bề Vậy mà thầy hỏi ai chạm đến thầy? Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ nào đã làm điều đó bây giờ người phụ nữ run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật người bảo bà hỡi bà đức tin của bà đã chữa bà hãy về bình an và được khỏi bệnh người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Nhưng Chúa Giêsu thoáng nghe lời họ nói, bảo ông trưởng hội đường rằng, ông đừng sợ, cứ vững tin. Và người không cho ai đi theo, trừ ra ông Phêrô, rô và Doan là em của ông gia Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo, Tại sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé đâu có chết, nó đang ngủ. Họ liền súng lại chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết. Chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã đi theo người đến chỗ đứa bé nằm. Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng Thalita Kumi có nghĩa là hỡi em bé, ta truyền cho em trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay Vì em đã 12 tuổi rồi Mọi người sửng sốt kinh ngạc Nhưng Chúa cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy Và bảo họ cho em bé ăn Đó là lời Chúa Lời, lời Chúa khen Chúa Có một câu đố làm sao để quý vị nhận biết một người nam giới, tôi không nói nữ giới, là người Do Thái. Ngay cả ở Tây Úc mình làm Sao Có khi họ không đội Có khi họ đội cái mũ rộng vành á Chứ không phải cái chóp trên đầu giống cái đức cha Họ đổi cái mũ khác ở bên trên màu đen Thế là mình đâu có biết nhưng điều bắt buộc là nam giới không được cắt cái tóc ở hai bên thái dương. Phải để nó dài, nó quăng 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 xuống tới đầu cũng được, để yên như vậy. Từ lúc sinh ra tới lúc chết. Đi ngoài đường thấy ai có hai cái chùm tóc đây, rồi người Do Thái. Đó là một cái kiến thức mình cần biết. Mình đi hành hương Do Thái, mình đâu có để ý cái đó, mình tưởng cái đó là mô đen luật buộc. Luật ai muốn biết luật điều đó số mấy, Tôi có thể đọc cho nghe vì có nguyên 613 điều. Hôm nay chỉ nói về hội đường. Mình dịch là hội trường không đúng, phải dịch hội đường. Tiếng Hy Lạp là synagogue, có nghĩa là nơi cái cuộc họp thôi nó diễn ra. Vì sao? Nó là nơi để hội họp, để cầu nguyện và để dạy dỗ nhau. Dạy cái gì? Thánh kinh và luật Hội đường mọc lên như như là kết quả của cái việc thành Jerusalem bị tàn phá. Tức là khoảng thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, Jerusalem bị giật sập và người Do Thái bị đi đầy khắp nơi. Và để giữ được cái niềm tin tôn giáo, họ nghĩ tới việc phải xây những hội đường. Mình không thể định rõ năm nào thì hội đường xuất hiện. Quý vị đi xuống Fremento sẽ gặp một cái hội đường để chữ đàng hoàng hội đường của người Do Thái để bằng tiếng Anh. Nơi nào có người Do Thái bất kỳ thành phố nào trên thế giới chắc chắn có hội đường. Trên thế giới nha. Riêng ở Cà Phạt Na Um hôm nay mình nghe hội đường đó do một người lương dân một người không phải người Do Thái xây rồi tặng. Ai muốn biết thì lật Luca chương 7 câu 15 rồi biết. Và cái người gọi là trưởng hội đường không phải là cái ông xây cái hội đường đó là một ông niên trưởng chẳng hạn lớn tuổi nghiêm chỉnh đạo đức họ chọn để ông giữ gìn cái hội đường đó ông không có sống ở đó nhưng ông giữ gìn làm vệ sinh rồi giữ trật tự rồi tổ chức tổ chức ngày sa bát ai đến ai đọc sách ai này kia do ông trưởng hội đường cho nên hôm nay cái ông Jairo trưởng hội đường ông đến ông xin Chúa Giêsu tôi bàn nhiêu đó để mình có thêm một chút kiến thức nhất là mình biết ở trong hội đường là một xã hội nhỏ nhỏ của tôn giáo nó có quyền xử phạt như tòa án vậy cái hay vậy đó đó Tức là những chuyện không có nặng nề lắm Không có trầm trọng lắm Thì trong hội đường cùng nhau họ xử Rất là dân chủ Thưa quý ông bà và anh chị em Hôm nay tôi nói cái khác Tôi nói về hai cái phép lạ Xảy ra trong cùng một bài tin mừng Cái phép lạ xảy ra trước là nơi một cái bà quá mình thừa biết rồi. Phụ nữ đã không được tôn trọng ở đất nước của những xứ Trung Đông, Ả Rập do Thái. Thêm vào đó, phụ nữ mà không có chồng hoặc là ế, hoặc là chồng chết đó thì bị coi thường lắm. Rồi thêm vào đó, phụ nữ mà bị bệnh á. Tại vì người ta liên kết bệnh với tội. Không đúng mà người ta vẫn liên kết như vậy. Cho nên cái bà quá bị bệnh xuất huyết nè. Theo quan niệm người Do Thái, máu huyết là sự sống. Người phụ nữ bị xuất huyết có nghĩa là sự sống của bà mất dần dần, dần dần đi đến cái chết. Tiêu hao đi. Hơn thế nữa, bà lại là bà quá. Và theo luật Mai Sen, xuất huyết là một thứ bệnh dơ nhớp. Bệnh nhân không được công khai giao thiệp trong đám đông. Cái bà này làm liều rồi. Bị xử ý như người phong cùi vậy. Muốn đi giữa đám đông phải báo hiệu. Phải gõ mỏ, đánh chuông để cho người ta tránh ra. Cho nên bà này làm một cái lỗi phạm luật kia đã. Bà có thể làm cho người khác bị lây chăng? Cái bệnh xuất huyết đâu có lây Bệnh phong cùi thì lây Giống như bệnh xuyển có lây không? Làm gì lấy? Bệnh trĩ có lây không? Không Những cái bệnh mạng tính nó làm gì lây? Cái bệnh lây là do vi trùng Cho nên bà này bất hạnh thật Đau đớn, quá bụa Bị khinh, trị khinh chê nữa Bị coi là đồ ô uế bà liều nhất là luật không được người phụ nữ bình thường trong luật do thái nhất là phong tục không được nói chuyện với người đàn ông huống chi là đưa tay rờ Thấy không bà vi phạm thêm cái nữa cho nên bà sợ bà sợ là vì bà làm lén mà chúa biết tôi nghiệp thế không chúa đâu kết án chúa không hề hỏi lúc bà quỳ xuống thú nhận cứ bảo đức tin của bà cứu bà lành bệnh. Bà chạm đến cái áo của Chúa thôi nha. Cái áo thôi bà nghĩ như vậy đó. Không dám chạm tới người. Đó là thái độ đã xé rào lề luật đó. Tôi vừa mới nói đó. Nhưng đó cũng là thái độ có một lòng tin rất mạnh liệt cái đụng của lòng tin cứu bà. Ông Gia-rô thì không hề ngại đến thân thế của mình là ông trưởng hội đường. Ông đến, ông nài vang Chúa giúp con gái ông. Xin Chúa đến đặt tay. Rồi dọc đường thì người nhà báo, ông bị trao đảo, muốn nói xin cảm ơn Thầy, con tôi chết rồi nhưng Chúa biết liền và bảo đừng đừng sợ. Và Chúa đến nhà ông thì hành động của Chúa khác với cái bà nãy. Chúa đưa tay cầm tay em bé. Hai phép lạ xảy ra nhờ có lòng tin. Lòng tin của người bệnh, của cái bà quá, lòng tin của ông bố. Lo cho con, người phụ nữ đau khổ quá bụa có lòng tin vững vàng thật cho nên chúa khen đó còn lòng tin của ông trưởng hội đường thì chúa cũng cố thêm đó ông ấy nghi ngờ chút chúa bảo đừng sợ tôi thấy vui vui là ở chỗ người đời thì họ thấy chắc chắn bằng chứng là con nhỏ chết rồi mà cái ông tiên tri này chả biết gì về y khoa. Chắc chắn là họ đã bắt mạch nó rồi. Chắc chắn là họ đã để cái nến ở trước lỗ mũi nó rồi. Nó cái nến không có dao động. Chắc chắn là họ đã vạch mắt ra và đưa ngón tay vào cái cái con ngươi của nó rồi mà không thấy co lại. Ít nhất ba điều đó họ đã làm, đó là cách khám người chết của Trung Đông. Nhưng mà họ thấy chết rõ ràng mà cái ông tiên tri này chả biết quái gì đến tuyên bố là nó ngủ. Họ nhạo đám đông súng nhau lại nói chắc ông mất trí rồi. Đó là thái độ của chúng ta đó. Sống đức tin là dám sẵn sàng bước ra khỏi mình để đi theo một tiếng gọi thiêng liêng của Thiên Chúa. Ngày hôm nay mỗi lần đối diện với bệnh tật, phần xác lẫn phần hồn chúng ta có chạm đến Chúa Giêsu. Chúng ta chạm còn mạnh hơn nữa đó, chúng ta rước vào trong người luôn. Đó. Chúng ta để trên tay và rước vào người. Chúng ta có lành bệnh. Lành bệnh ở chỗ nào? Không phải là tích tắc cái lành bệnh nhưng ít nhất không có cứng lòng nữa. Chủ nhật vừa rồi nghe đó, đừng cứng lòng. Ngay hôm nay nè, đừng có đợi tới mai. Ngày hôm nay nè, nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Nếu vẫn còn cứng lòng là những cuộc tiếp xúc với Chúa Giêsu coi như không có tin gì hết. Không có tin thì không có tác dụng. Mỗi giây phút cuộc đời với tất cả tình trạng của mỗi người, mỗi người biết, người khác không thể biết nhưng lương tâm biết và Thiên Chúa biến. Hãy chạy đến với Chúa Giêsu đi, cụ thể nhất, như một em bé vậy. Nhất là chạy đến với Đức Mẹ, nói như một người con vậy. Tốt lắm. Đâu ai ngăn cản chúng ta. Đâu có ai dám coi những điều đó là nhảm nhí. Chỉ có điều mình có làm với lòng thành hay không. Hay là mình làm một cách máy móc có vậy thôi nó khác nhau lắm tôi đọc hai cái phép lạ này thì tôi nhớ tới đức hồng y người pháp anh de coutre tổng giám mục ở lyon qua đời năm 1994, 71 tuổi, Ngài dùng hai cái phép lạ này để nêu lên trường hợp Chúa Giêsu là nhân vật đặc biệt, không phải đặc biệt vì làm phép lạ, mà đặc biệt là vì Chúa rất tôn trọng người khác. Hay thật, Đức Hồng Y Anbe được cuộc trời thách tất cả thế giới, ai tìm được cho tôi một con người bất kỳ ai, dù là một thủ lãnh quốc gia, một nhà cách mạng, một triết gia, một nhà văn nhà thơ nào đó nổi tiếng. Tôi không cần biết mà có lòng kính trọng người khác bằng Chúa Giêsu tôi không có nói hơn. Ngài nói tôi bỏ cả cuộc đời để đi tìm người đó. Cái người có lòng kính trọng người khác bằng Chúa Giêsu thôi. cho tôi không dám nói hơn mà suốt 71 năm tới lúc Ngài chết, cái nốt viết ở cái chiếc gối của Ngài trong cái quyển nhật ký vẫn còn để tôi cũng đi tìm mà chưa ra chưa thấy ai trên trần gian này có lòng kính trọng người khác bằng Chúa Giêsu hay quá quý vị thử nghĩ điều đó đi cho nên Chúa kính trọng mình mặc dù mình tồi tàn lắm ích kỷ nhỏ nhen lắm nóng nảy lắm đam mê lắm dục vọng lắm Chúa vẫn kính trọng tôi thích cái câu của Hồng Y An Be được cuộc Tray chưa tìm thấy ai trên đời này có lòng kính trọng người khác bằng Chúa Giêsu không nói hơn coi Chúa kính trọng cái bà này. cái bà quá Hồng Y viết một câu tiếng Pháp mà đọc nghe tức cười lắm nếu như Chúa không có lòng kính trọng Chúa sẽ quay lại hỏi đứa nào đụng tới tôi đứa nào Chúa đâu hỏi vậy. Vậy mà mấy ông tông đồ còn trách nữa đó. Thế rõ ràng cái lòng người của mình ghê ông dễ kết án ghê không? Chúa không kết án, Chúa hỏi có ai đụng đến tôi. Vì tự tôi biết. Mấy ông kia mỉa mai Chúa. Mà Chúa đâu có trách mấy ông đó. Chúa tôn trọng. Mấy người chế diễu Chúa ở căn nhà của ông Jairo đó. Nói chắc cái ông tiên tri này điên rồi Con nhỏ chết queo rồi mà bảo nó ngủ Chú không có trách Ra hết đi Để tôi làm việc Thưa quý ông bà và anh chị em Nếu mình nghĩ Chúa tôn trọng từng người mình Nếu mình nghĩ và đặt cái tên của mình vào đó đó Đừng nói người khác Chúa tôn trọng tôi Tên đó đó Xin cho con tin điều đó để con thấy đáng sống, hạnh diện. Và đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa quá khắc khe, rình mò, xét nét, chi ly từng chút để ra hình phạt. Càng gần đất xa trời tôi càng tin điều đó. Tin là Chúa chả muốn phạt ai hết đó. Chỉ có mình lầm lũi đi vào chỗ chết thôi mà chỉ có vậy thôi. Xin Chúa ban cho chúng con trong thánh lễ ngày thường này, chúng con hiểu được thứ nhất đụng chạm tới Chúa phải có đức tin kèm theo. Thứ hai, tin rằng Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử đã từng tôn trọng người khác một cách độc đáo nhất trên thế giới. Không có người thứ hai làm được như vậy.